Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn demo ứng dụng tiếp theo là demo ứng dụng cơ bản số 14. Demo lần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ Internet đưa về app của mình. Và dữ liệu hôm nay mình lấy về là dữ liệu có dạng là MP3. Ở demo lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn lấy dữ liệu là kiểu hình ảnh từ Internet về. Thì lần này sẽ là lấy dữ liệu nhạc hay là MP3 về. Thì bây giờ mình bắt đầu vào project ha, tạo project mới. Rồi, mình đặt là tên là demo ứng dụng 14 đi ha. Rồi, mình sẽ tạo, mình để mặc định hết là net finish. Thì mình cũng xin nói thêm thì cách lấy dữ liệu từ Internet về nó cũng không khác gì, cái MP3 mình lấy về nó không khác gì so với lấy hình ảnh về. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là cái thủ tục lấy cái hình ảnh đó, nó khác với lại cái MP3 thôi. Có thể MP3 nó có thể dài hơn một chút thôi, nó cũng không khác gì. Ở hình ảnh mình chỉ cần 3 bước thôi. Thì ở MP3 mình cũng làm như vậy. Ở hình ảnh thì mình sử dụng thông qua cái bitmap. Thì ở đây mình cũng sử dụng thông qua một cái media player. Rồi, bây giờ mình sẽ, thì các bạn thấy mình sẽ giảm cái API nó xuống để cho nó hiển thị cái giao diện Android lên. Để nó hiển thị giao diện Android. Rồi, giảm xuống lại chút xíu. Đây, rồi, nó render là nó hiển thị rồi đó. Thì bây giờ để lấy cái dữ liệu thì mình cũng nói luôn là mình phải cần có một cái link bài hát, bài nhạc. Thì cái link đó các bạn lấy bằng cách nào? Các bạn vô trang web, các bạn vô sẵn một trang web nào đó, mình sẽ mở thẳng một trang web nào đó lên và mình sẽ lấy nó về. Ví dụ như mình vô mp3.zing.vn đấy, vô mp3.zing.vn chẳng hạn, thì mình sẽ kiếm một cái bài hát nào đó bất kỳ. Mình sẽ lấy cái link bài hát đó. Lưu ý là link của bài hát chứ không phải là cái trang web có bài hát nha. Ví dụ như mình lấy một bài nào đó. Đây, ví dụ như bài này đi. Đúng không? Thì đây chính là cái bài hát của nó. Bạn không phải lấy cái link này nha. Cái bài hát của nó không phải là cái link đây. Đúng không? Rồi, mình sẽ tắt ra đi, bầu lại ha. Để lấy cái link bài hát đó, bạn bấm vô cái IDM của mình. Mình sẽ thông qua IDM để mình lấy cái link đó, click vào đây. Chẳng hạn nó sẽ hiện lên, ví dụ như một cái nào đó. Rồi ở đây chính là cái link của nó nè. Ở đây chính là cái link MP3 của nó. Khá là dài. Đó là cách lấy link đó các bạn. Các bạn có thể dùng qua công qua cốc để lấy link. Tại vì sao mình phải lấy thông qua cái link đó? Bởi vì cái link này là cái link chứa cái dữ liệu. Chứa cái dữ liệu nè, đấy. Ở đuôi nó các bạn thấy có MP3 nè, các bạn thấy không? Đó, mình cần control share nó. Và thay vì cái link này bạn có thể tải nó về đó. Là cái link này, cái link tải cũng chính là cái link mà dữ liệu nó cần lấy về. Đó, chứ không phải mình lấy cái trang web có âm nhạc thôi. Mình phải lấy cái link tải cái bài hát đó về. Đó, giờ mình copy nó, control share. Rồi, mình để ra, mình tắt đi. Rồi, mình tắt ha. Thì bây giờ mình bắt đầu vô là demo nè. Bây giờ mình sẽ xóa cái chữ hello world đi ha. Rồi, thì ở demo lần này rất cơ bản thôi. Mình chỉ cần một cái button thôi là đủ. Một cái button, click vào button thì bài hát sẽ được lấy trên mạng về play và hát lên. Đúng không? Thì mình sẽ kéo cái button qua, đặt cho nó. Rồi, mình sẽ đặt tên cho nó là chữ play. Rồi, ID của nó là mình sẽ đặt cho nó là button play. Rồi, enter ha. Thì sau khi enter xong, mình đã đặt ID cho nó xong, thì mình sẽ qua file main activity.java. Mình ánh xạ và khai báo nó. Các bước ánh xạ và khai báo các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Mình sẽ làm như sau. Button đúng không? Kiểu nó kiểu button thì ghi button ra. Cho nó là button apply. Thì thường thường các bạn nào làm á, không có chế độ auto import thư viện á, thì nó sẽ bắt mình import bằng tay. Mình sẽ italic enter. Đấy. Thì thao tác này quá bình quen rồi ha. Bắt đầu khai báo nó xong rồi bắt đầu mình ánh xạ nó. Thì thao tác ánh xạ button apply. Đấy. Bằng ép kiểu nó về, kiểu dữ liệu của nó là kiểu button. Rồi tìm được ID mình vừa đặt. Rồi cú pháp tìm ID là r.id.tenid đúng không? Đấy. .tenid, ID mình đấy mình đặt là button play. Đấy. Chấm phẩy. Rồi, sau khi đã xong bây giờ mình bắt đầu làm nha. Button play, sau khi click cái button á thì nó sẽ play bài hát, thì mình sẽ set cái sự kiện click của nó. Chấm set on. Click listener, chọn cho mình on click listener nha. Rồi, tạo cho mình một cái new, trong cái new có cái view rõ. Rồi chấm on click listener. Đây là những cái mình quen thuộc ở những cái demo trước mình đã có nói nó qua rồi ha. Khi bạn enter thì động nó sẽ tạo cho bạn một cái hàm ở trong đây. Nếu mà mấy bạn nào nó không tạo hàm á, thì ở dòng này nó sẽ báo lỗi là đỏ đỏ. Bạn italic enter
nó sẽ hiện lên thông báo cho bạn, bạn chọn cho mình là implement method là tự động nó tạo cho bạn cái hàm on click, hiểu không? Có hàm on click rồi bạn bắt đầu xử lý. Cái hàm on click là cái hàm xử lý cái điều kiện khi bạn click chuột vào cái button đó. Thì bây giờ ở đây á, ở cái hình ảnh mình cũng nói luôn với các bạn rằng lấy dữ liệu từ internet về Android 2.0 đến Android 3.0 lấy kiểu khác, mà từ 3.0 đến 4.0 lấy kiểu khác. Tại vì sao? Cái Android 2.0 tới 3.0 á là mình không cần thông qua một cái là async. Còn Android mà 4.0 đó đi phải cần thông qua một cái nữa là async. Từ từ Android 4.0 đó lên nó rất là khắt khe trong cái việc đó. Cho nên bây giờ mình sẽ làm demo trên 2.0 trước rồi qua 3.0 cho các bạn thấy ha. 2.0 thì bạn sẽ dùng cho mình như sau. Bây giờ bạn phải khai báo cho mình một cái đường dẫn. Đúng không? Cái đường dẫn đó là nó có kiểu string đúng không? Đúng không? Nó là kiểu string. Rồi, dữ liệu bạn đưa vô cho mình là cái chuỗi hồi nãy đó. Đấy, chính là cái chuỗi này. Đúng không? Đây là cái chuỗi nha, cái chuỗi này là cái đường link bài hát. Đường link để tải bài hát về á. Rồi ở dưới đây mình bắt đầu vô ha. Thì có cái đường dẫn rồi, mình bắt đầu mới khai báo. Ở lúc trước thì mình sẽ dùng cái bitmap đúng không? Bây giờ mình không dùng cái bitmap. Mình sẽ ghi là Media Players. Media Player, đó ghi đúng nha. Đó, mình sẽ ghi tên là bài hát. Kiểu đó là đặt tên biến là bài hát bằng new. Lúc trước mình làm URL bên hình ảnh lấy về là bằng new URL, new URL đúng không? Thì bây giờ mình sẽ bằng new Media Player. Đấy, chấm phẩy. Tạo ra một cái Media Player thôi. Thì sau khi mình tạo xong rồi á, mình sẽ set cái audio của nó. Đây là cái công thức cú pháp thôi nha các bạn, làm theo mình nè. Bài hát chấm set audio stream type. Kiếm cho mình chữ stream types. Rồi, cú pháp mình đưa vô ở đây là audio managers. Audio manager chấm. Mình sẽ chọn cho mình là stream music. Đấy, nhớ cho kỹ nha, stream music. Rất quan trọng nha bạn, bước này quan trọng nha. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ xét một cái. Tiếp tục mình sẽ xét cái data source của nó. Có nghĩa là gì? Là mình đưa cái link bài hát vô. Cái bài hát này nó lấy về. Cái này là mình bắt đầu mở cái stream music lên, là mở cái audio của nó lên thôi. Mở cái trình play bài hát lên thôi. Còn bây giờ mình sẽ làm cái gọi là kết nối với cái đường dẫn. Thì mình kết nối với cái đường dẫn bằng cách nào? Mình xét cái data source của nó, xét một cái sự kiện gọi là kết nối cái URL á, thì mình sẽ ghi là media player hay là cái bài hát á, cái biến này nè, bài hát nè. Chấm set data source. Kiếm cho mình chữ data source. Đó. Đấy. Ở đây mình truyền vào cho nó cái đường link bài hát, đường dẫn. Đường dẫn ha. Đấy. Thì khi nó làm xong cái này á thì nó bắt mình làm cái tracket. Giống y cái bitmap bên kia, mình làm nó cũng bắt mình làm phải có cái tracket. Tracket là thử. Khi mình làm cái gì nó cũng biểu mình là phải thử, coi nó bắt thử có cái đường link này có bắt được hay không, phải có cái tracket chịu bắt buộc nha. Tracket bằng cách nào? Untalat enter cho mình. Chọn surround with tracket. Tự động nó thêm cho mình, các bạn đừng quan tâm nha. Rồi, sau khi nó tracket xong rồi, các bạn xuống dưới khỏi cái tracket này nè. Xuống dưới khỏi cái một tracket này, các bạn viết tiếp code cho mình. Thì bây giờ mình sẽ viết tiếp thêm hai dòng nữa, khoảng hai dòng đăng code nữa là xong ha. Thì bây giờ mình ghi cho mình là media player. Cái media player, cái biến của media player là cái bài hát á. Các bạn chấm cho mình. Chấm cái gì? Bạn chấm cho mình là prepare a scene. Ghi cho mình chữ prepare a scene. Đấy, prepare a scene. Rồi, sau khi mình prepare a scene rồi á, mình sẽ ghi là bài hát. Chấm một cái nữa. Các bạn quan sát kỹ nha. Set on. Mình sẽ tiếp tục set on prepare listener. Mình làm lại nha. Chấm set on prepare listener. Các bạn kiếm cho mình prepare listener nè, thấy nó hiện lên rồi thấy không? Enter cho mình. Ở trong đây các bạn sẽ tạo cho mình một cái new media players. Đó, media player thôi nha, nhớ chữ media player thôi, không có dấu ngoặc nha. Chấm một cái on prepare listener để tạo ra một cái hàm đó để chạy cái bài hát đó thôi. Đây on prepare listener nè, đó enter một cái. Thì nó sẽ không tạo ra cái hàm đâu. Bình thường thì những máy khác có thể nó tạo ra hàm sẵn, nhưng máy mình thì nó không cho tạo hàm sẵn. Thì mình cứ bình tĩnh, untalat enter nha mình. Thì nó bảo mình implement method nè, tạo xem cái hàm có sẵn nè. Đấy, thì có cái hàm prepare nè, hàm chuẩn bị đó.
nó sẽ chuẩn bị làm gì? Nó sẽ chuẩn bị play một cái bài hát. Anh ta lát enter lại đi ha. Implement methods. Ok. Rồi. Nó sẽ đưa lên đây nè, là sai rồi. Này không phải. Ở đây á, các bạn phải bấm như thế này nè. Anh ta lát enter. Implement method. Click vào nó rồi đúng không? Xong bấm ok. Nó mới tạo ra ở dưới. Các bạn nấp nhấp hai lần rồi, nó nhảy lên trên đây á. Đó, nó cái hàm nó xuống dưới trong đây, nó vô trong cái hàm, nó vô trong đây mới đúng nè. Nó vô trong cái đây nè mới đúng nè. Ở trong cái hàm này á, cái kiểu bài hát của mình nó đổi tên rồi. Cái bài hát mình đưa vô bây giờ á, nó không còn là bài hát nữa, nó đổi thành cái biến MB rồi. Thì mày chỉ cần cho mình là MB. Mình cho là MB chấm start. Có nghĩa là gì? Cho nó chạy bài hát đó đi. Giờ tôi muốn chạy cái bài hát đó đó. Thì đó, chính là xong. Thì đây chính là cái quy trình để làm được một cái app mà play một cái bài hát từ một cái đường dẫn có sẵn. Lưu ý đường dẫn này là phải đường dẫn là tải cái bài hát đó về, chứ không phải đường dẫn từ in từ một cái trang web vô cái bài hát đó đâu. Cái đường dẫn này bấm vô một cái tự động nó hiện lên, nó bảo mình phải tải về liền á. Thì nhiệm vụ của thằng Android là tải cái này về, vừa tải vừa phát luôn. Đó, thì nhiều cái dòng code này á, nó chỉ thực hiện được trên cái Android 2 chấm thôi nha. 2 chấm tới 3 chấm. Từ 4 chấm đổ lên thì mình phải thông qua cái async. Thì thông qua cái async rất dễ dàng. Bạn nào đó coi demo số 13 của mình á, là chỉ cần đem cái cục này nè, nguyên cái cục này luôn. Từ trong cái hàm onlist này nè, quăng vô cái async là xong. Thông qua cái async, chỉ cần thông qua cái async thôi. Nhưng mà lưu ý nha, mình ở những demo trước mình đều nhắc nhở các bạn là làm. Thường các bạn hay quên một cái, đó là khai báo phải xin cấp phép sử dụng internet của app. Xin cấp phép bằng cách nào? Qua manifest. Thấy dưới chữ package nè, trên cái application nè. Trên chữ application nè. Trên chữ application nè. Các bạn ghi cho mình U, chữ U chữ S thôi. User là chọn cho mình user permission. Xin cấp phép. Cấp phép gì? Chọn kiếm cho mình chữ permission.internet. Đó. Rồi ghi chữ xuyệt cho mình thôi. Tự động nó đóng cái thẻ lại. Đó là xong. Và thẻ nó tự động đóng lại. Như vậy là xong. Mình đã cấp phép xong và mình đã xin phép dữ liệu xong. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử. Lưu ý là cái này chỉ chạy được Android 2 chấm tới 3 chấm thôi nha. Bây giờ mình sẽ kiếm một cái máy 2 chấm để chạy thử. Mình sẽ mở cái Zenimotion lên. Mình sẽ chọn là khởi động máy 2.3 lên. Rồi, máy 2.3 đang khởi động lên. Rồi máy nó lên nè ha. Các bạn đợi chút xíu nữa nó hiển thị lên nè. Rồi, mình mở khóa nó lên ha. Rồi, mình sẽ chạy app thử ha. Lưu ý là nhớ là chỉ chạy được trên máy 2.3 chấm thôi nha. Cái dòng code này nè. Chỉ chạy từ máy 2.3 chấm thôi đó. Rồi, đợi xíu nữa cho nó lên bảng. Rồi, các bạn thấy nó hiển thị lên cho mình nè. Đấy, version 2.2.3 nó lên rồi nè. Mình chọn ok nè. Đó, bây giờ qua đây coi thử nha. Bấm vô chữ play thử coi ha. Rồi, đợi chút xíu coi nó có lên không ha. Đó, các bạn nghe không? Nó lên rồi đó, thấy không? Mình tăng âm lượng lên nè. Đó, lên rồi nè. Không, có bài nhạc lên rồi, thấy không? Chỉ cần mình đưa link vô là nó lên nè. Thì cái cách này á, nó rất là hay. Mình sẽ giảm âm lượng xuống ha. Thì đây chính là cái demo của mình ở cái máy Android 2 chấm. Thì bây giờ mình bắt đầu qua máy Android 4 chấm đổ lên. Thì ở cái máy Android 4 chấm đổ lên, cách làm nó tương tự nha. Cách làm nó tương tự như cái máy Android 2.2.3, chỉ khác nhau là thêm cái async vô. Bạn nào có demo số 13 sẽ biết. Mình sẽ copy nó lại. Mình sẽ không làm lại để dài dòng. Ở demo trước mình đã làm lại một lần rồi. Thì mình chỉ cần Ctrl X thôi. Ctrl X nha. Rồi, mình sẽ làm một cái class. Cái này thiên về hướng đối tượng nha. Thì các bạn cứ tham theo cho mình. Cái class này á, mình sẽ đặt tên là log MP3. MP3. Nó sẽ kế thừa instance, là kế thừa cái async task, giống như bên cái bài lấy hình ảnh từ internet về. Đấy, trong cái hình ảnh async task này các bạn truyền cho mình vô ba cái đối số, cái tham số truyền vô chỉ có ba cái, và string, integer và string. Đó. Sau khi các bạn làm xong nha, các bạn mở cho mình hai dấu ngoặc dưới đây thì tự động nó sẽ bảo mình là thêm cái hàm vô. Cái hàm này là antalast enter là sẽ hiện ra, nó bảo mình implement method nè. Đó, implement method nghĩa là thêm cái hàm. Mình thấy cái doing background không? Mình chọn ok một cái là nó tạo ra một cái hàm mới cho mình. Ở cái hàm doing background này mình sẽ pass cái dòng code hồi nãy mình mới làm ở máy Android 2.3 ra. Mình pass nè. Đấy, mình pass xong rồi, không có lỗi gì nha, bình thường nha. Ok đúng không? Rồi, tương tự như những demo trước.
dưới cái last này nè, mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ run cái scene đó. Mình đã làm cái scene, nó thông qua cái scene mà. Thì bây giờ mình run nó lên thì mình ghi, chú ý nha, cái này ghi cũng hay lộn là run nè. Run là viết thường thôi, là nó hiện chữ run on UI nè. Enter một phát. Rồi bạn ghi cho mình là new. Chữ run viết hoa, chữ R, chữ U. Runnable nè, để tạo ra một cái hàm. Nếu không có thì mình Alt+Tab Enter, chọn Implement Method, rồi cái hàm run nó hiện ra rồi. Thì cú pháp để chạy cái class mình mới tạo đó là new log MP3, là cái class này mình tạo đó, mình chấm một cái là SQL chấm phẩy. Như vậy là xong. Thì đây chính là quy trình để làm trên Android 4 chấm. Nó chỉ khác nhau là thêm cái async vô thôi, nó dài thêm chút xíu à, nó cũng có gì. Các bạn nhìn cái dòng code nó khủng vậy chứ. Thật ra mình chỉ cần nắm được vài cái quy tắc cơ bản để mình để xử lý thôi. Cái try catch này cũng vậy thôi à. Try catch chỉ có một lần, một chỗ duy nhất là ở cái bài bitmap thì mình phải try catch xong mình catch. Còn cái này chỉ cần try catch ở chỗ bài hát chấm set data sort thôi, kết hợp vô cái đường dẫn này thôi. Bây giờ mình sẽ mở một cái máy áo 4 chấm lên cho các bạn coi thử ha. Để xem thử máy áo 4 chấm. Thế các bạn nào không tin là cái code mà 2 chấm á, nó không chạy được 4 chấm, nó chạy được trên 4 chấm, các bạn cứ thử làm có 2 chấm là bảo đảm nó không chạy trên 4 chấm đâu. Các bạn phải thông qua cái scene phải chạy trên 4 chấm. Thì bây giờ mình thấy smartphone bây giờ thường thường là chạy trên 4 chấm rất là nhiều. Cho nên nếu mà các bạn có làm những cái app nào liên quan đến lấy dữ liệu từ internet về thì lời khuyên là nên làm trên Android. Trên nếu mà làm trên Android 4 chấm đổ đi á thì cần thiết là nhất định phải làm async nha. Lời khuyên luôn, phải làm async. Không làm async là không có cách gì mà lấy dữ liệu về được á. Thông qua cái đó kể cả bạn dùng database cũng vậy thôi. Thì bây giờ bắt đầu nha, mình sẽ mở cái máy này lên. Máy này 2.3 mình bỏ đi, mình mở cái máy 4.4 lên. Rồi đợi chút xíu nữa nó hiển thị lên ha. Các bạn chỉ cần lưu ý cho mình là cách thức hoạt động của cái này nó giống y chang như cái bài này với cái bài trước á, demo trước y chang nhau. Về cái lấy á, dữ liệu á, thông qua cái syntax này y chang nhau. Quan trọng là cái khúc bên trong này nè. Bên trong này mình kiểu gì mình cũng cần một cái đường dẫn, rồi mình khai báo cái đối tượng bài hát mình lấy về là nó kiểu là media player. Rồi mình set cho nó khởi động cái audio lên, audio manager là cái trình play nhạc bài hát á, nó lấy về để nó play lên chứ. Đấy là cái này là bước là gọi là play bài hát đó, để chạy cái bài hát. Rồi data.data sources có nghĩa là kết nối với cái đường dẫn để lấy dữ liệu về. Thì sau khi mình lấy về rồi á, mình prepare cái async á, mình chuẩn bị cái async, trong quá trình nó chuẩn bị cái async á thì cái bài hát nó play, nó vừa tải về nó vừa play luôn. Chứ không thể nào nó tải hết về rồi nó mới play thì nó rất là lâu. Hiểu không? Nó vừa tải và nó vừa play. Đấy thì chính là cái mình muốn nói với các bạn. Bây giờ thì máy ảo mình đã lên rồi nè. Mình sẽ chạy thử cho các bạn coi nha. Rồi. Ok. Mình sẽ debug rồi đó, là chút xíu. Rồi nó lên rồi nè, các bạn nhìn nè, mình ok nè, coi nó có hát được không nha. Đó, nó lên rồi đấy. Rồi, bấm play thử ha. Đợi chút xíu. Đó, lên rồi nè. Đó, tăng cái giảm lượng ok luôn. Các bạn thấy không? Đấy, bài hát. Từ đây á, thì các bạn có thể làm được những cái app á, liên quan đến những cái bài hát. Bạn có thể làm một cái list, dùng cái list view để đổ ra một đống cái danh sách bài hát, và mỗi khi click vào mỗi cái phần nữ list view đó đó, mình sẽ để một cái link kết nối với internet, có nghĩa là lấy cái bài hát về, mỗi mỗi cái dòng của nó là một cái bài hát riêng, chỉ cần đưa cái đường dẫn cho thôi là viết được một cái app về play nhạc cơ bản rồi, thấy không? Rất cơ bản luôn, không có gì khó khăn hết á. Nếu các bạn như vậy á, khi mà các bạn làm một cái app hay trò chơi gì á mà online á, thường thường là cái app á, thường thường đa phần cái hình ảnh là âm thanh á, đa phần là nó để trên trên mạng, nó tải về hết á, nó không bao giờ để trong cái app á. Tại vì nếu mà để trong app á, thì nó tải về rất là nặng, cái file cài đặt của bạn trong máy rất là nặng, cho nên thường thường là dùng internet rất là tiện lợi ha. Thay vì bạn làm một cái app play nhạc local á, là các bạn phải copy cái file nhạc nó bỏ vô trong cái app của mình, khiến cho một bài nhạc tới 3 MB mà nó nặng lắm. Cái này chỉ cần kết nối internet là có thể lấy về. Điều quan trọng để kết nối internet là mình phải xin cái cấp phép cái permission đó. Quan trọng đó nha, manifest này nhớ nha, để dưới cái bất kỳ user permission. Mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi demo của mình, nhưng mà mình cũng nhắc lại là các bạn nên lưu ý kỹ về cái phần này nè. Cái này nó chỉ phức tạp ở chỗ là có đường dẫn bài hát, set audio stream nha, phải ghi đúng nè, xong là audio manager chấm stream music. Rồi ở trong đây mình sẽ khai báo cái set data source đường dẫn,
dùng cái tracker để bao phủ lấy nó. Rồi dưới cái tracker mình sẽ prepare và set cái prepare đó. Trong quá trình chuẩn bị mình sẽ làm gì, mình sẽ play nó. Có thể là mình MB nè, các bạn trong cái này mình nói thêm cái MB này có thể chấm nhiều chức năng luôn. MB bạn chấm cái nó ra nhiều lắm. Bao cũng có nữa. Đó. Stop cũng có luôn nè. Đó, ví dụ như bạn muốn chuyển sang bài khác, bạn trước khi mình chuyển bạn cho nó bao rồi bạn start nó lên. Đó là cơ bản là cách mà mình hiểu, mình phải tư duy nhiều hơn. Mình hy vọng qua cái demo lần này bạn có thể làm được nhiều cái app khác hay hơn, sử dụng dữ liệu internet và làm được cái app nghe nhạc riêng cho mình và khoe với bạn bè. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chúc các bạn học tốt. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái demo tiếp theo. Chào các bạn ạ.